định là viết một cuốn sách về đất Nhật sớm như vậy. Tôi dự định là đến lúc nào đó tôi sẽ viết 8 năm ở Nhật, tôi viết một cuốn sách chắc tương đối đồ sộ về đất Nhật. Chắc trong tương lai tôi sẽ viết nó. Thì là trong quá trình mà sống ở Nhật ấy, thì là tôi có viết những cái đoạn nhỏ về đất Nhật, những cái trải nghiệm tôi đã trải qua, những cái suy nghĩ, chứng kiến thấy. Chẳng hạn như là tên cuốn sách này thực ra là xuất phát từ một cái bài báo mà cái ông đang quay ông chủ kia kìa. Và ông ấy có đưa ra một cái đề nghị là cụ ơi, bọn tôi cũng hay trêu nhau gọi nhau một cụ mà cụ ơi cụ có cái gì hay của nước Nhật thì viết cho anh em báo Xuân một cái bài về nước Nhật. Thì tôi có nói là thường ở Việt Nam thì người ta nhìn nước Nhật thì người ta nhìn những cái thứ nó rất là hoành tráng vĩ đại, ví dụ như là tàu xe như là hiện đại nước Nhật. Nhưng mà khi mà tôi sống ở Nhật lâu thì tôi nhận ra là thực ra những cái thứ đó thì nước nào rồi cũng sẽ có được. Nhưng mà chính những thứ mà bình thường cuộc sống hàng ngày ấy, thì tôi lại thấy là nó làm cho chúng ta, làm cho bản thân tôi ấy, cảm thấy là khi mà sang nước Nhật, nhớ nước Nhật hơn. Thế là cuối cùng là khi mà nghĩ như vậy thì cuối cùng là tôi viết về những thứ rất là bình thường nước Nhật thôi và gửi cho báo cho anh Sơn, Kiều Mai của kia, Kiều Mai Sơn của kia. Thì sau đó thì khi mà tôi đã xuất bản một loạt cuốn sách khác thì sau đó là chị Linh, giám đốc công ty Z Group có nói là em có đọc bài của anh viết nước Nhật nên thì tại sao em không viết cuốn sách hoàn chỉnh hoặc anh tập hợp bài em viết nước Nhật để làm một cuốn sách những bạn khác có thể có cái nhìn khái quát hơn nước Nhật. Đầu cùng là tôi tập hợp lại cuốn sách này. Vì thế chúng ta đọc sẽ thấy là các mẩu chuyện ở đây thì ra tôi lúc đầu bản thảo sẽ nhiều hơn như vậy. Nhưng cuối cùng là tôi chọn con số 25 bởi vì 25 tuổi thì là tôi đến nó không ý nghĩa là như vậy. Cho nên là 25 câu chuyện là những điều khác nhau, bởi vì là nó vừa là những trải nghiệm của tôi nhưng mà nó vừa là những cái điều mà tôi muốn giới thiệu trước về nước Nhật. Còn nếu mà nước Nhật thì thực ra là giống như đất nước chúng ta, giống như quê hương những cái làng nhỏ thôi mà thì có lẽ là biết cả đời cũng không biết được, tại vì 8 năm ở đó là có rất nhiều chuyện mà tôi cũng nói là những chuyện là chưa thể biết được. Cho nên là đấy là cái lý do mà cuốn sách của nó vừa là ngẫu nhiên vừa nằm trong cái suy nghĩ của tôi muốn giới thiệu đến độc giả người Việt những cái hiểu biết của tôi hay là trải nghiệm.